rồi tới tay chọc bị dắn luôn rồi. Con này nó còn ngu ác nữa nè con hả. Có rồi thứ ba điểm không hề dễ nha các bạn. Rồi xong luôn, hỏng bách mạnh luôn rồi quăng để rồi xong luôn. Đó bên đây. Đang nước nào trời? Vô chỗ đỏ vậy. Rồi nè. Chỗ đỏ vậy. Đỏ về đúng không? Ừ. Lẹ đi mày. Lẹ được quýnh nữa. Mày còn đang ngu ác nữa. Rồi lấy trăm ngàn đâu có dễ các bạn. Rồi tới Nghĩa. Nghĩa chọn cái nào Nghĩa, đổi màu đi cho nó hên. Em mượn kim màu vàng á. Rồi màu vàng. Rồi ba điểm nha. Lấy trăm ngàn không có dễ đâu em trai. Rồi rồi khứa này còn ngủ ác nữa, ác trơn nữa. Rồi nè. Nè chạy đi đâu nè. Coi nè. Cù lê vô. Có một điểm của ba anh em. Một điểm. Ok. Hai điểm nữa. Rồi. Ba điểm là đó em. May mày với mày. Đó Long thử thách cho các bạn. Nhưng mà riêng anh Long cho dễ hơn tí xíu, anh Long chỉ cần 2 điểm thôi. Anh Long chọn đi nào. Xem 100 ngàn có thuộc về anh Long không nha. Bây giờ đúng không? Rồi. Đó. Ngon rồi đó. Đó, kèo thêm cho anh Long. Đó. Rồi xong lỗ luôn. Một băng. Làm xem nở ngoài nó mặt xíu anh Long. Làm xem nở ngoài nó mặt xíu anh Long. À, Long là mất mặt cho em quá Long ơi.